Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn với kênh YouTube của Mạng Review. Và ngày hôm nay Review có một cái clip hướng dẫn các bạn về tỷ lệ hình ảnh trong cái máy ảnh như thế nào nhé. Có một số bạn là khi mà trong quá trình mà cài đặt trong máy á, là không có hiểu về tỷ lệ hình ảnh là gì. Thì hôm nay Review sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu hơn về tỷ lệ hình ảnh nha. Thì đa số những cái máy ảnh kỹ thuật số nó sẽ cho phép mình chỉnh cái tỷ lệ hình ảnh để mà chọn cái việc chụp ảnh nó phù hợp với mình. Thì tùy vào mỗi máy nha. Tùy vào mỗi máy mà nó sẽ có các chức năng mà chỉnh tỷ lệ nhiều hay ít. Mà thông thường nó sẽ có những cái như thế này. Ví dụ như mình đối với cái máy này thì Review tìm được cái máy này và nó có nhiều cái tỷ lệ để mà mình hướng dẫn cho các bạn. Thì đối với cái máy này là đây, ví dụ này hiện nay để cho số 43 ha, nó để là Aspect Rotate đó. Image Aspect Rotate đó là về tỷ lệ. Thì khi mà bấm qua này nó sẽ có bốn cái chuẩn ha. Thứ nhất là đây là tỷ lệ 1:1, ở đây là tỷ lệ 43, ở đây là tỷ lệ 32 và đây là tỷ lệ 16:9. Thì mình sẽ giải thích sơ cho các bạn để các bạn dễ hiểu là tỷ lệ là như thế nào. Đây là Review sẽ vẽ ra đây để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Cái tỷ lệ hình ảnh đó là cái này, là khi mà các bạn chụp ảnh, ví dụ như các bạn chọn tỷ lệ là 43 đó, thì cái màn hình này nè, cái chiều ngang này là 4 đơn vị và chiều đứng này là 3 đơn vị, đó là nó sẽ full cái màn hình này luôn đó. Rồi ví dụ như mình chọn lên đây là 32 á, mình chọn lên đây là 32 á, thì cái chiều ngang này là 3 đơn vị, chiều đứng này là 2 đơn vị đó. Thì lúc mà mình chọn về 32 thì mình thấy xuất hiện cái lằn đen đây nè, là nó bị thừa ra ha, nó bị thừa ra do nó cái tỷ lệ của nó là như vậy, do tỷ lệ này chỉ 2 đơn vị thôi. Rồi ví dụ như các bạn chọn lên 16:9 các bạn này nè, thì các bạn thấy nó cái phần đen này nó thừa nhiều hơn nè đó. Thì 16:9 tức là cái chiều từ đây qua bên đây là 16 đơn vị và chiều đường đây này là 9 đơn vị. Ví dụ như các bạn chọn tỷ lệ 1:1, tỷ lệ 1:1 là nó như hình vuông vậy đó, thì từ bên đây lên đây là 1 đơn vị, đây lên đây là 1 đơn vị luôn đó. Thì nó là như vậy nha. Đây thì các bạn hiểu là như này. Ví dụ như mà cái này mình chỉ vẽ nó sơ bộ vậy thôi, nó cái độ chính xác nó không có đâu, nhưng mà mình giải thích cho các bạn đó. Đây là tỷ lệ 16:9 thì cái ảnh nó ra như thế này ha, tỷ lệ 43 như thế này, tỷ lệ 1:1 nó hình vuông nè, tỷ lệ 32 là y vậy ha. Thì cái việc mà chọn tỷ lệ này nó cũng không ảnh hưởng về chất lượng hình ảnh đâu, mà cái đó là theo cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như một số người thì hiện nay thích chụp ảnh theo cái tỷ lệ là 16:9 hoặc là tỷ lệ 43 vậy đó, nó là tùy mỗi người. Mà cái việc đó nó là do sở thích mỗi người nha. Giống như cái màn hình điện thoại các bạn đang xài á, ví dụ đây là cái màn hình điện thoại lúc nào á cũng là cái khổ là 16:9, cái chuẩn 16:9 chứ. Từ đây qua đây là 16 đơn vị. Từ đây nè qua đây là 16 đơn vị, từ đây đây là 9 đơn vị ha. Đó là điện thoại. Cũng như là các màn hình mà TV mà LED, màn hình LED hiện nay đó, thì nó cũng là tỷ lệ là 16:9. Rồi, ok, thì mình có cái hướng dẫn sơ lược cho các bạn để hiểu hơn về cái tỷ lệ hình ảnh trong cái máy ảnh là như vậy nha. Thì tùy vào mỗi máy, thí dụ như có những máy mà đời cao cấp nó sẽ cho phép mình chỉnh là cái tỷ lệ là 4 tỷ lệ luôn. Còn có một số máy mà đời hơi cổ chút xíu đó thì nó chỉ cho phép mình chỉnh 2 tỷ lệ thôi, tỷ lệ là 43 và 16:9. Còn có một số máy thì nó không cho phép mình chỉnh tỷ lệ luôn, tức là hồi xưa người ta chưa có suy nghĩ ra cái việc mà tỷ lệ hình ảnh như vậy nên là người ta chưa có thiết kế cái đó. Thì cái đó là về tỷ lệ hình ảnh nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Review nhé. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn mình tên là Máy Ảnh Review. Hiện nay mình đang bán rất nhiều máy ảnh trên trang Facebook là Máy Ảnh Review và trên trang Instagram là Máy Ảnh Review. Khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình chiếc máy ưng ý thì các bạn có thể ghé vào đường link mình để bên dưới nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha. Chào các bạn.